quá cô chú anh chị ơi. Hôm nay em Như đang có mặt tại chợ gạo Tiền Giang, vườn mai của chị Hồng Hạnh để tiếp tục giới thiệu cho cô chú anh chị một cái lô mai phôi gạo Thủ Đức nữa nha. Đây, đây là một số cái cây mai mà em Như với lại chị Hạnh sắp chuẩn bị lên cho quý cô chú anh chị mình coi đây nè. Rồi, em chào chị Hồng Hạnh nha. Dạ, em xin chào cô chú anh chị nha. Tại em lại tiếp tục lên clip để giao lưu cùng cô chú và anh chị nha. Giao lưu với shop em qua số điện thoại là 0967 039 943. Địa chỉ vườn em đã hòa định chợ gạo Tiền Giang. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú và anh chị nha. Hôm nay em sẽ lên tiếp lô tiếp theo này ha. Cô chú anh chị mình ơi, mà bắt đầu vào lô mã số đầu tiên nha. Mã số đầu tiên của em là mã 126. Đây, đây. Hoành là 15 rưỡi. Hoành 15 rưỡi. Chiều cao 40. Cắn cánh bò đế đây. Rồi tổng thể cây đây ạ. Mã 126 em giao lưu với giá là 280 luôn nha. 280 cây nha cô chú anh chị. 126. Lên tiếp mã 127. Hoành là 20 rưỡi. Hoành 20 rưỡi. Chiều cao là 75. Chiều cao là 75. Này có cái củ để em đo cái củ thôi ha. Củ này 34. Củ là 34 nha cô chú anh chị. Đây, cái này nó có cái dấu đũa này ha. Rồi, em quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Để ví dụ mình mà có đặt hàng về thì mình cũng không có thắc mắc. Mã 127 em giao lưu với giá là 260 nha. 260k nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Em tiếp tục qua mã 128. Hoành 17 luôn. Hoành 17. Cao là này cho 35 ha. Cao 35. Tổng thể cây đây ạ. Rồi cây này mã 128 em giao lưu với giá là 300.000 nha. 300k cho mã số 128 nha cô chú anh chị. Cái này mình ship sao vậy chị? Bên em là bao sống và ship toàn quốc nha. Dạ. Với giá này là đã bao luôn phí ship nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Báo giá là bao luôn ship luôn rồi đó nha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp mã 129 nha. Mã 129. 19 hoành. Hoành 19. Chiều cao là 50. Chiều cao 50. Dạ. Tay cây này là đế cũng đều mà tay cành cũng đều luôn nha cô chú anh chị. Tay em quay từ dưới lên cho mình dễ nhìn nè. Này tay cành nó có dấu gì đây? Tay có dấu chút xíu. Dạ. Mà tay cành là tương đối đều hết luôn ha. Mã này là 129. Em giao lưu với giá là 350 nha. 350k cho mã số 129 nha cô chú anh chị. Dạ. Đây tổng thể cây đây. Rồi mình cho qua cây tiếp theo. Mã 130. Hoành là 15. Hoành 15. Cao 35. Cao 35. Màu đế nè cô chú anh chị. Mã 130 là em cho luôn.
280k cho mã số 130 nha cô chú anh chị. Lên tiếp mã 131. 131. 20 quạt. Đây, quạt 20. Chiều cao là 65. Chiều cao 65. Tổng thể cây đây ạ. Rồi, quay bộ đến đây. Đây cây này nó sẽ có, đây là một dấu lửa cành. Này. Và đây là một dấu lửa thân hay đó nó cũng thích. Đây là mã 131, em giao lưu với giá là 280.000 nha. 280k mã số 131 nha cô chú anh chị. Rồi mình qua mã tiếp theo. Qua mã 132. Quanh này là 17. Quanh 17. Cao là 60. Cao 60. Đây, chỗ này là do vận chuyển nó bị chạy xíu thôi nha. Sao? Hơi chạy xíu nè cô chú chị. Mà nó sao? Vận chuyển. Rồi, tổng thể cây đây ạ. À. Đây là mã 132, em giao lưu với giá là 280k. 280.000 cho mã số 132 nha cô chú anh chị. Rồi mình xem cây á, mình ưng cây nào thì mình lấy điện thoại mình gọi cho cái số đang hiển thị ở trên màn hình á cô chú anh chị. Thì chốt đơn ha. Rồi, lên tiếp mã 133. Quanh là 18. Quanh 18. Thì chị bay. Bay 40. Chiều bay 40. Cái này mình vừa làm bay vừa làm nó thẳng lên được luôn nè cô chú anh chị. Cái cây này cũng độc lạ nè cô chú anh chị. Em thấy cái này giống như là cái căn ná của mình. Đây, nhân lửa đúng không ạ? Mã 133 là em giao lưu với giá là 300.000 nha. 300k nha cô chú anh chị. Đây này, này nha. Cho mã 133. Em tiếp mã 134. Là 18 hoành. Hoành 18. Chiều cao. Chiều cao 70. Chiều cao là 70. Cũng tương đối đều luôn nè. Đây, em quay từ dưới lên cho mình dễ xem nè. Rồi, tổng thể cây đây. Mã này là 134, em giao lưu với giá là 300k luôn. 300k nha cô chú anh chị, mã 134. Hoành là 16 rưỡi ha. Hoành 16 rưỡi. Yeah. Cao 40. Cao là 40. Màu đế đây ạ. Hôm nay nó sẽ có dấu ở đây nha. Có gió này mà nó liền nè, nó đỏ là nó liền từ rồi ha. Yeah. Còn đây là do vận chuyển. Giờ mình check keo lên, để lát em check keo nó lên ha. Em không thấy nãy không thấy, chưa check keo.
trăm hai cây. Đây là ngò nám 136 nha, luôn với giá là 280 nha. 280 cây nha cô chú anh chị. Nên tiếp nhã 137. 18 hoành. Hoành 18. Cao 75. Cao 75. Cậu đế hết đây. Cây này thì tay cầm đầy đủ nha cô chú anh chị. Đây, để em như quay lên cho mình xem nha. Rồi, tổng thể cây. Đây là nã 137 cho luôn với giá là 280 luôn. 280 cây nha cô chú anh chị. Rồi mình qua mã tiếp theo. 138. Hoành là 15 rưỡi. Hoành 15 rưỡi. Cao 45. Chiều cao 45. Đây. Cái đế này giống như hai con thú nó đang ôm nhau nè cô chú anh chị. Mình nhìn từ góc này nè, giống như hai con thú nó ôm nhau nè. Em như nhìn ra vậy đó, không biết cô chú anh chị, cô chú anh chị nhìn thế nào. Đây em có vô lũa ở đây nha. Lũa nó hơi lũa mà nó cũng đang liền dần dần nè, nó đỏ liền từ từ nè. Đây, ở đây cũng có một dấu nè. Đây, tay em nè. Ở dưới nè. Dạ. Cái lên ta tạo bước bước. Rồi cây này mã 138 em theo luôn với giá là 250 nha. 250 nha cô chú anh chị. Đây mình nhìn từ góc này là cũng ra một con thú nè cô chú anh chị thấy không? Rồi mình qua mã tiếp theo. Lên tiếp mã 139. 15 hoành. Hoành 15. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Cái đế này mọi người thấy giống như con gì chứ em như thấy giống như con bạch tuộc á. Mấy cái râu bạch tuộc á. Rồi trồng thể cây. Mã 139 là em Zalo với giá là 280 thôi nha. 280k cho mã số 139 nha cô chú anh chị. Hoành 15. Cao là 45. Cao 45. Đây một cục khuôn nè, cái khuôn chị thấy không? Cái đế này một cục khuôn. Như con ốc vậy đó. Rồi tổng thể cây đây ạ. Là mã 140 em Zalo với giá là 230.000. 230k một mã 140 nha cô chú anh chị. Lên tiếp mã 141. Đây là hoành 17 rưỡi. Hoành 17 rưỡi. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Mình dùng lực ha cô chú. Tay cành là cũng tương đối đều luôn nha. Đây là có cái dấu rửa, cái này nó đang liền lại nè. Đây là mã 141 em Zalo với giá là 200k nha. 200k nha quý cô chú anh chị. 141. Hay là 17 hoành yếu nha. Hoành 17 yếu nha cô chú anh chị. Cao 75. Cao 75. Rồi tổng thể cây. Tay cành thì cũng tương đối đều luôn nha cô chú anh chị ơi. Tay cành đầy đủ.
mã 142 nha Lu, với giá là 280k nha. 280k cho mã số 142 nha quý cô chú anh chị. Mang tiếp mã 143. 143. 14 quần. Quần 14. Chiều cao 70. Chiều cao là 70. Mã 143 để em giao đô với giá là 250k. 250k cho mã số 143 nha quý cô chú anh chị. Giá trên là đã bao phí ship luôn rồi đó cô chú anh chị bên đây. Rồi em lên mã tiếp theo, mã 144. Này là 18 quần yếu nè. Nè. Dạ, quần 18 yếu nè. Chiều cao nè. Cao 90 lận. Cao 90, tay cành đầy đủ nha cô chú anh chị. 8 diện luôn chứ tứ diện. Là mã 144. Em giao lưu với giá là 250 nha. 250k nha cô chú anh chị. Tổng thể cây đây ạ. À. Mã 144, giá là 250. Dạ, mình qua cái tiếp theo luôn. Tiếp mã 145. 14 quành. Quành 14. Cao 50. Cao là 50. Qua tiếp mã 146. 18 hoành. Hoành 18. Chiều cao là 45. Cao 45. Dạ. Này là tay cành lực rồi luôn nè. Để đi nữa. Rồi tổng thể cây. Mã 146 là em giao lưu với giá là 220.000 nha. 220k mã số 146 nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Yeah. Tiếp mã 147. Này là hoành 20 rưỡi nè. Hoành 20 rưỡi. Chị mình dễ xem rồi luôn. Chiều cao 75. Chiều cao 75 nha. Này là rễ đặc bầu luôn nè cô chú. Ngay tay cành đây thì nó có cái chỗ cục ở đây ha. Đang liền nè, đang đỡ đỡ liền lại nha. Rồi tổng thể cây. Giá 280 nha. 280k mã số 147 nha cô chú anh chị. Rồi, qua cái tiếp theo. Mã 148. Hoành 18 rưỡi. Hoành 18 rưỡi. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Đây tổng thể cây đây ạ. À. Quay trong cảnh không thể cho mình coi nha. Rồi cho em xin giá luôn chị Hạnh ơi. Mã 148 là em giao lưu với giá là 300.000 nha. 300k nha quý chú anh chị. Mã 148. Giờ mình qua mã tiếp theo. Tiếp mã 149.
149 đây. Hoành 18 hơn xíu. Hoành hơn 18 xíu nha cô chú anh chị. Hơn 18 xíu ha. Rồi. Chiều cao là 75. Chiều cao 75. Rồi, tổng thể cây. Đây là tay cành cũng tương đối đều hết luôn ha cô chú anh chị ơi. Mã 149. Em cho luôn với giá là 300k. 300k cho mã số 149 nha quý cô chú anh chị. Rồi, mình qua mã tiếp theo. Mã 150. Là mã cuối cùng của clip hôm nay luôn nha. Mã cuối cùng nè cô chú anh chị ơi, là 17 hoành. Nhiêu hoành chị? 17 hoành. Hoành 17. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Rồi, hồi nãy giờ mình lên 25 cây đó quý cô chú anh chị, mình ưng cây nào á thì mình nhanh tay gọi cho cái số đang ghim trên màn hình đó cô chú anh chị, mình chốt cây ha. Rồi, em quay tổng thể đây. Cây này nó lên mầm nè, cây này lên khá là mầm nha. Mạnh mới đây nó lên hết. Rồi, mã 150 là em cho luôn cái giá 280k nha. 280k cho mã số 150 cũng là mã số cuối cùng luôn đó cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi. Rồi, hình thức giao lưu bên shop em là bao sóng bao ship toàn quốc nha. Giao lưu với shop em là qua số điện thoại là 0967039943. Và rất mong được sự ủng hộ và yêu mến của cô chú anh chị ạ. À, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ giúp em nha. Em Như với lại chị Hạnh xin chào quý cô chú anh chị nha.